biết có ai trồng hành giống như nhà mình ta. Cậu nào cũng nấy như nè, cái ngón tay của mình nè, cái gốc hành nó bự, cái thân hành nó bự cái ngón tay cái mình luôn á. Chưa mình còn coi trong video đâu có cảm giác được cái cọng hành nó bự lớn nha. Để thấy cọng hành không nọ, thấy chưa, muốn bự hơn ngón tay mình luôn á. Chưa nhìn nè, ghê hồn không. Hình như nó có vài bữa nó có bông. Bông hả? Bông hành ăn cũng ngon, ở Việt Nam nó bán bông hành. Trồng có mấy bụi hành nè, mà ăn hoài ăn hết nữa nha. Còn bên đây này củ kiệu hả mẹ? Hả? Này củ kiệu không? Ừ. Nè, cha ông trồng nguyên một vườn củ kiệu nè, từ vòng qua bên kia đó nha. Vài bữa bán kiệu giống rồi. Kiệu giống hả? Ừ. Có ai mua không? Để lên Facebook nó coi. Đó. Ai muốn mua kiểu giống này là đến nhà mình nha. Ồ, bán tới bán phao nhiêu mẹ? Ồ, bên này có ấy nè, có cái gì hẹ nữa nè. Có hẹ, có kiểu giống, có cây mắng cầu, mắng cầu dai, đang nguyên cái vườn chuối nè. Thấy lá không mà chưa thấy bà quầy nào chứ. Gà tốt quá. Sao không trồng chuối? Tốt quá, không có quầy nào, chưa có chưa cái nải chuối nào ăn, chứ không biết Tết tới thì có được đủ làm bánh tét không vậy. Chắc giờ tới giờ nó đổ. Chưa tới tháng này. Ok, xin chào cả nhà, đây là Tampa Florida đây cả nhà. Đây là khu vườn sau hè nhà mình nè. Cha ông chồng mẹ đang hát cắt hành lá bên kia. Đó. Vậy thôi. Nè. Cha mình đang trồng trồng mướp bên kia. Bỏ mà ăn đường lứa rồi, đầu cái lứa thứ hai ở đầu nó ra bông nhiều lắm, mà phải con sóc nó ra nó quất ra trái nào trái nấy, nó vô nó lại nó thẻo lỗ lỗ nó ăn hết trơn. Bí rợ như bổn hả? Có trồng vàng bầu nào? Ok, cái quế nè, quế nó tốt kinh khủng luôn á. Yeah. Cái này là hoa đậu biếc. Không biết ai có dùng trà hoa đậu biếc chưa vậy? Là cái hoa đậu biếc này mua trên Amazon cả nhà, như có đồng mấy hai đồng gì, nó bán trong mấy trăm hộp à. Về trồng này nè. Nhiều quá rồi, trồng ít thức ít để trồng nhiều ăn đâu hết đâu. Ồ, còn cây này. Cái này cái gì vậy? Ồ, chanh dây hả? Chanh dây này cả nhà. Passion fruit. Chanh dây nhìn thấy ta trồng cho lên vàng á, nó trái nhiều hơn chứ. Thì ta cho nó bò ăn cây mà, từ cho nó bò ăn cây mà. Nó bò lên cây nó bò không chừng mới tới sập mấy cây này luôn. Bí rợ nha, bí rợ nhiệt bổn hả? Ừ, bí rợ đó thì bí rợ nhiệt bổn. Vậy là mình có được ba bụi chanh dây. Bên kia nha. 2 3. 3. 3 bộ chanh dây. Bên bìa bển nữa. Bên bìa chỗ cái gốc coi Việt Nam đó. Bên gốc nữa nè. Bên đó còn bày nữa. Hello cả nhà, đây là Daddy nè cả nhà. Chào mọi người. Hi everybody. Cái này cái xoài. Cái xoài như bên hồi xưa bên bứng nhạn nha về. Ừ. Hồi xưa bỏ nó có trái rồi phải không? Nó có bông rồi đó, nhưng mà bứng về hôm nay. Bứng về cái mất sức nó hết bông luôn. Nó cũng như cái cây na đó vậy đó, mình bứng về hôm nay cái nó sừng lại. Sừng lại chắc năm hy vọng năm tới. Thì năm tới có à. Mình cũng chắc không có năm tới nữa, tới cuối năm nay là nó ra bông rồi. Xoài Thái. Đa số là ổi. Nè,
Ai cũng biết cái hoa đậu biếc nó ra cái bông sao, nhìn này cái hoa đậu biếc này nha cả nhà. Đó. Hoa tím tím vậy nè. Ta làm ta lấy màu với làm trà. Cái gì? Chú ơi. Cái nào cũng có chiếc cho cháu một cây nha chú, để giống. Ờ, mới đầu tưởng cái chồng thường hả? Ờ, ông nói sao mà cái cây ổi nó nhỏ mà nó quá trời trái như vậy. Nó không tưởng tượng nổi. Vậy không? Vậy đó, ông chưa thấy cái ổi nhà bên kia rồi? Vậy đó, ta chụp cái bẩm, ta chạy gửi cho ông rồi đó. Ông rồi, ông thấy cái ổi này. Ta chụp cái ổi kia cho ông rồi, ông thấy cho ông hết biết luôn rồi. Quá chừng đổi rồi, hết phương đến. Từ lan đồ mà lái qua đây luôn hả? Ừ, hai chồng ông này ở lan đồ lái qua đây luôn. Anh tên gì? Thì, tên Hiếu là cái gì nè? Hiếu nghe tên quen ta. Ba. Bà không có lên comment trên cái kênh của con có người tên Hiếu. Đúng rồi, bà lên đó hoài đó. Như hai vợ chồng mà dùng một tên. Phong với Huống. Ờ, Huống. Huống hả? Ờ, Huống. Huống, ok. Huống. Huống Phong. Còn mấy chú kia, chú ở bên... Chú nói vụ ổi đó, chú ở bên... Sai chú đập hơn á. À. Ờ, có qua đây luôn hả? Qua đây mua luôn. Qua đây mua... Wow. Ông mới thấy ổi, thấy đồ nè. Đó. Sáng sớm tưới, chiều tưới, làm ngay mấy cái sprinkler mà làm chưa xong nè, làm dở dang là bỏ lum la để đó, còn phải gắn cái pump vô nữa, cái nước nó không đủ pressure, bây giờ tạm thời mình dùng cái đầu bắn kia, đó. Hai ba cái gì ở đầu cái, khoảng nửa tiếng ra giờ một lần, nửa tiếng ra giờ một lần vậy, mà nó đưa cái chiều ngang này cũng mấy chục feet đó. Cầu này ở nhà bên kia này, bên nhà của chú Uncle Billy, cái Uncle Billy bán nhà đào cái bứng qua đây, bây giờ nó cũng ra bông, nó ra bông ít lại mai. Ồ, cũng bông nhiều quá nè, trái là trái nhỏ nhỏ ở đầu nữa chứ cả nhà đó. Đây nè, màu bông nhiều lắm. Bây giờ mùa này cũng được ít trái ăn chứ không được nhiều, tại mới bứng qua cái cũng còn yếu. Bên kia là cây cherry, năm nay chắc không nhiều, chắc năm tới là nhiều quá. Ok cả nhà, cái gì bye bye nghe cả nhà, mình quay sơ sơ cả nhà xem phía sau hè nhà mình thôi. Em gọi lười quá, ngày qua leo lên nóc nhà sửa nóc nhà bên kia. Nhà bên kia nó có hồi xưa nó làm cái aluminum roof mà nó khó kinh, không ấy lâu rồi nó nứt á, nên nứt xuống cần phải làm lại. Thì em mới hái về nhà đây, gì bệnh không canh ăn cắt vô ăn này, cộng nào cũng lấy tay cái vậy, giờ cũng tay cái còn muốn nhỏ hơn cộng hành nữa mẹ. Ghê hồn không? Con ấy nó bự giống như steroid vậy. bên này là cải nè, cái ngọt cái mẹ ha, cái xanh hả, cái bài xanh nè, cái xanh đó, cái bài xanh. Ôi trồng dày quá, nó ốm không bà hổng, nói dày quá rồi. Thứ từ từ có bông sữa đũa, cha em đang ươm bông sữa đũa bên kia, sẽ trồng ra cái đời dòng này. À, sữa đũa thì ăn có mùa thôi, nó hết mùa rồi, có mấy tháng à, khoảng tháng 10 bọn nó mới có bông. Đó.
sáng sớm ra nhờ cha ông lấy cái khoan, khoan cái lỗ đi, đầu khoan mà trồng cây á, khoan cái lỗ để cái cột thùng thơ. Lỗ xuống 2 feet, bề ngang 1.5 feet, đổ xi măng ở dưới, xong rồi tập đất lên. Xiên xiên sơn là màu trắng, màu xiên là đại. Sao cái cây này là cây này chấm nước. Đồng bây giờ cái thùng thơ bên kia đem để đây, ngay trước cửa nhà mình luôn. Thùng thơ bên kia biết mấy chục năm mà nó xịu xạo quá trơn. Ok bye cả nhà, cuộc sống Florida là nó gì cả nhà. Đó, nếu mình mua nhà mình tìm cái nhà nào mà có khoảng đất bự bự gì nè, mình có sở thích trồng cây á thì mình trồng cây nó thoải mái hơn, không ai là làm phiền mình hết. Thôi mình trong kia thì mình ở nó an toàn hơn, có một cái là nó đất nó không được rộng, chứ một cái là nó bị HOA vô nó phá mình á, nó trồng nó ồn ào lắm, kiếm chuyện hoài mệt muốn chết rồi. Bây giờ hẹn gặp lại cả nhà, cái bye nha.